bỗng nhiên có một ngày, tự nhiên mình đang ngồi, đang nói chuyện, nó hụt hơi. Xong nó kèm theo các triệu chứng là tức ngực, nghẹn cổ, khó thở và các cái triệu chứng là tim đập nhanh nữa. Thì em biết ngay là anh chị kiểu gì cũng nghĩ về vấn đề tim mạch. Và có những bác ở đây là viêm họng quanh năm, do cái vấn đề về cổ họng của anh chị lúc nào cũng có dịch đờm ý, những cái đờm nó bám dính ở đây. Và ngủ không sâu giấc, ngủ trằn trọc, ngủ đến 2-3 giờ sáng thôi là anh chị dậy rồi. Có những bác muốn ngủ lắm rồi, nhắm mắt vào rồi. Thế nhưng những cái suy nghĩ ở đâu, kiểu như mình đang lo lắng một công to việc lớn gì đấy, mình không thể ngủ được, không thể nhắm mắt ngủ được. Và có những bác ợ rất là nhiều, đầy hơi, chướng bụng, không tiêu. Thì anh chị đi thăm khám ý, thì nó ra cái bệnh chính là do cái vấn đề trào ngược dạ dày thực quản. Bởi vì trên thực tế đến 40% ở đây khó thở, tức ngực, nghẹn cổ và tất cả các cái triệu chứng em đã nói như ở trên, thì nó là do cái vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản gây ra. Cái đáng lo ngại hơn ở đây là khi anh chị phát hiện ra nó thì cái bệnh của mình ở đây mỗi ngày nó bị xấu đi. Cái nguyên nhân ở đây là sao? Là do trào ngược dạ dày, do cái dịch vị axit dạ dày này nó trào lên thực quản, nó làm tổn thương cái niêm mạc thực quản, nó tạo ra là gì? Chèn ép lên cả khí quản nữa. Nó khiến cho cái hơi thở của mình nó bị đứt quãng, nó hụt hơi, nó nghẹn cổ, nó tức ngực. Và khi nó bị hụt hơi ý thì nó sẽ sinh ra tình trạng là gì? Là tim đập nhanh, hồi hộp đấy anh chị. Có những bác ở đây là bị viêm họng quanh năm, viêm họng nó cứ tái đi tái lại cho mọi người như thế này, và để lâu sẽ dẫn đến tình trạng là co thắt phế quản anh chị ạ. Dù cho anh chị ở đây, em biết có rất là nhiều anh chị ở đây dùng rất là nhiều loại chống tiết dịch vị axit, dùng đủ mọi cách rồi, thế nhưng triệu chứng ở đây nó chỉ giảm đi được một thời gian thôi, sau đó lại tái phát. Thì anh chị hãy tham khảo về cái gói thảo mộc này anh chị ạ. Nó sẽ giúp anh chị đẩy lùi được tất cả những triệu chứng ở trên. Và ngoài ra, cái dịch vị axit này nó đào thải ra bên ngoài bằng hệ tiêu hóa. Thì cái lúc này anh chị không còn cái triệu chứng là đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua, hay là tức ngực, hụt hơi, hay là mình bị tim đập nhanh hồi hộp anh chị ạ.